Thì Trung xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Trung sẽ nói tiếp về vấn đề về can chi ha, để chúng ta xem trong cái gia đình chúng ta biết là con, cha, mẹ rồi anh em trong đình gọi là tương hình tương khắc như thế nào ha. Đó thì thầy cũng đã nói về vấn đề gọi là tam hợp ha, tam hợp. Thì lúc trước đó, thì còn cái tam hợp gọi là hợi mẫu mùi là cái cuối cùng ha, thì chúng ta cũng tương tự như vậy là để chúng ta cũng suy ra ha, chúng ta suy ra đó. Rồi bây giờ nay thì tiếp nói về cái vấn đề gọi là về qua cái can hàng can thì hợm thì nói là 10 can đó là nó có hợp quá ha, năm cặp hợp quá đó, giáp giáp hợp kỹ đó, giáp hợp kỹ đó, tới là gì đinh hợp nhâm, bính hợp tân, mậu hợp quý ha. Đó là cái chúng ta đó là ai chúng ta biết. Bây giờ hôm nay thầy nói về về cái vấn đề mà gọi là nó có cái phần gọi là xung ha, xung xung xong rồi phá nữa, xung thì nó có phá nữa. Thì hôm nay thầy nói về hàng can, hết cho cái hàng can xong rồi thầy qua là cái hàng chi đó. Chúng ta thường xem thì nó rất nhiều ha, coi can, coi chi, coi ngũ hành, bát quái đầy đủ hết thì chúng ta mới luận đoán gọi là vợ chồng nó vô tốt như thế nào. Và chúng ta luận về vấn đề làm ăn, giao tế, những người mà cái con tuổi mà chúng ta đã hợp tác là nó tốt và hay là nó xấu. Thì thường chúng ta thấy chữ giáp á, chữ giáp thì nó hợp kỹ thì nó rồi ha. Thì hôm nay á, đầu thầy nói là cái chữ giáp thì nó xung với chữ xung với canh, giáp xung với canh. Thì thí dụ như ai nói chúng ta thấy trong nhà chúng ta ai mà mang chữ giáp thì mình xung khắc với chữ canh, nhưng mà mình hợp với chữ kỷ. Nhưng mình gọi là gì, mình phá chữ mậu, phá chữ mậu. Giáp thì nó phá mậu ha, phá mậu. Thì thường thường á, mà chồng á, thí dụ như nói về vấn đề mà trong cái vấn đề mà tình vợ chồng á, thì mà căn chồng nó phá căn vợ nó đỡ hơn, xấu hơn là căn vợ nó phá căn chồng. Thí dụ như vợ mà đứng chữ giáp mà chồng chữ mậu á, như vậy là nó không tốt ha. Thì nó lại như vậy, giáp phá mậu ha. Thì đương nhiên nếu mình là chồng chữ giáp, vợ chữ mậu thì nó ổn. Nếu mà vợ chữ giáp mà chồng chữ mậu thì nó xấu ha. Phá đây là gì? Phá đây là sự làm khổ nhau ha, sự làm khổ với nhau. Giống như hai vợ chồng khi mà chửi lộn với nhau thì cái người bị phá thì người lúc nào cũng nó bị xấu nhiều hơn là cái người giống như người bị phá. Mình là người phá thì đương nhiên nó cũng mệt, nó cũng không sung sướng gì, nhưng mà người bị phá thì nó thiệt hại nặng hơn. Giống như hai người chửi lộn với nhau mà cái người nào mà bị phá thì đương nhiên sao, thí dụ như mình bình thường như hai vợ chồng không có gì, vô thì nói giống như ở cái người vợ tự nhiên kiếm chuyện lên, có ngày chửi chồng lên, thì đương nhiên cái người mình bị chửi thì sao, thì nó chịu nặng hơn, chịu nặng nó đau khổ hơn, nó buồn bực hơn là cái người chửi. Người chửi thì đương nhiên cũng đâu có sung sướng gì đó. Thì thầy nói là như vậy ha. Rồi thầy nói về cái căn giáp, rồi xong thầy nói về cái căn ất. Căn ất thì cũng tương tự như căn giáp. Hãy thí dụ như mình hay chồng, mình đứng về chồng mình phá, mình phá cái căn vợ thì nó đỡ, nhưng mà ngược lại vợ mà nó phá căn chồng thì xấu. Ất thì nó hợp với chữ canh ha, ất hợp với chữ canh. Thì nói là chữ ất, ví dụ như thầy nói là ất thì có ất sửu, ất sửu thì nó hợp với lại là ví dụ như canh tí vậy đó ha. Ất thì hợp canh, ất sửu thì thuộc ngũ hành kim, dù canh tí nó thuộc về thổ thì thổ nó sanh kim nó cũng ổn ha. Rồi tí sửu nó dị hợp luôn, nó quá đẹp rồi ha, nó cũng nhiều lý. Tí sửu thì nó dị hợp, thì thí dụ như vậy đó. Ất thì nó hợp canh, nhưng mà ất sửu đây nữa là mạng ngũ hành kim, hãy trung kim, con kia là bích thượng thổ, thì thổ sanh kim. Đó, thì nó được ba rồi, được ba rồi, nó quá đẹp rồi ha. Cái tuổi đó thì nó hợp tác thì nó cũng ổn ha. Đó, nhưng mà chữ ất thì nó xung với chữ tân ha, ất thì nó xung với chữ tân. Chữ tân thì thí dụ như thầy nói là ất sửu, ất sửu với là tân mùi, hay là ất sửu với tân dậu. Nó tân thì nó cũng có năm cái tân ha, tân thì tân sửu, tân mão, tân tỵ, tân mùi và tân dậu. Đó, thì chúng ta xét trong năm cái tân đó, cái tân nào nó xấu nhất. Thí dụ như mình kim, mình gặp mà cái tân mà nó có tân mà ngũ hành hành quả,
thì đương nhiên mình nó bị đốt nhiều ha. Đó. Ví dụ thầy nói ví dụ như sủ mình gặp tân mão thì nó cũng mộc ha, mộc với kim nó cũng khắc với nhau nữa, nó hợp, nhưng mà cái ngũ hành nó khắc nhau thì nó cũng phải chiết giảm bớt. Rồi thầy nói về cái thầy nói sơ qua như vậy ha, thì thầy thí dụ mà thầy nói nhiều là nó dài lắm đó. Còn chữ ất thì nó hợp với chữ canh mà nó phá chữ kỷ ha. Đó, chữ kỷ thì thí dụ như ai trong nhà mình coi mình chữ có ai người mang hàng ất với hàng hàng kỷ không đó, nếu mà chồng vợ thì mình có hợp với cái chữ ất, mình vợ mình có chữ kỷ không, hay là mình nó chữ kỷ mà vợ thì là chữ ất không. Ất thì thí dụ như thầy thí dụ ất thì thầy nói là giống như ất mão, ất mão, ất mão bây giờ thí dụ như nó phá cái chữ kỷ. Kỷ là gì? Thí dụ như thầy nói giống như là kỷ mão đi, kỷ mão thì nước ất mão là cái nước đại khơi thủy, nước nó rất là mạnh, nó chảy ầm 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 xuống. Kỷ mão là dùng gọi là thành đầu thổ, chúng ta phải dùng xe múc, xe đất, xe cát, chúng ta phải ngăn lũ lại. Mà trước khi chúng ta ngăn lũ thì sao? Chúng ta cũng phải te tua bờ đê đập đồ sao, nó banh nó lở hết. Khi mà chúng ta ngăn được dòng nước thì chúng ta cũng mất mát nhiều vấn đề để công sức. Bởi thường thường chữ ất nó phá chữ kỷ gì đó, giống như thế ở kỷ mão nó phá, nước mạnh quá, nước quá lớn, nước vừa thì ngăn lại, nước quá lớn đó. Ở như bên Trung Quốc cái đập Đồng Đình này ha, cái động Đồng Đình, nhưng mà khi mà nó phá ra một cái những chiếc xe tải đâm đầu xuống cũng giống như để cản cái dòng nước, rất là ghê ha. Đó, ví dụ thầy nói là như vậy. Ngoài ví dụ như ất mão rồi kỷ mão ha, ất mão rồi nói với lại kỷ mão rồi, thí dụ như đó là hai cái đó là nó phá nhau ra, nó phá nhau thì làm khổ nhau, thì trong cái vấn đề hợp tác làm ăn chúng ta cũng phải cẩn thận nữa. Phải cẩn thận đó, mình có hợp với người đó rủ mình làm ăn rồi lúc cuộc cái tiền của mình nó mất tiêu hết luôn, cơ nghiệp đành tiêu tan luôn. Thì con người trong khoa học bây giờ ta cũng chứng minh tất cả con người mình sinh ra đều cũng là một cái tổ hợp từ những cái phân tử, nguyên tử và phân tử, gọi những cái hạt nhỏ hơn nữa, hay trong là nơi trong nhiều đó, cái nhỏ 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 đó là một cái tổ hợp. Thì trong cái ngày tháng đó, là trong cái năm đó trong vũ trụ mình sinh đẻ ra, mình kết hợp được những cái nguyên tử đó thuộc về ngũ hành đó là nó nhiều đó. Bởi nó ra cái môn này, con người mình là sao, là một cái vật chất, nó cơ thể mình cấu tạo từ cũng những cái hạt gọi là Newton đó, nhỏ 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 đủ thứ đó. Những cái phân tử nước, phân tử này nó kết hợp đầy đủ đó, có chất sắt kẽm đồng đầy nọ đầy đủ hết, lưu huỳnh cũng có trong, giống như nước thải của chúng ta thải ra thì có chất axit đó, nó nhiều lắm, nó đủ thứ trong đó. Thì chúng ta biết thử sự mà kết hợp các gọi là cái nguyên tố với nhau, các nguyên tố với nhau thì đương nhiên thì mà nó nghịch với nhau thì nó chạm với nhau thì nó phá với nhau. Và giống như cơ thể chúng ta thì mà khỏi là cái cơ thể chúng ta mà cái bộ phận mà gọi là lục phủ ngũ tạng chúng ta mà nó không gọi là cân bằng với nhau thì nó sẽ phá hết. Một cái nó bệnh, ví dụ gan mà nó bệnh thì nó cũng phá hết, thận mà nó bị bệnh thì nó phá qua những cái bộ phận khác. Là chúng ta bị tiểu đường thì bộ phận khác cũng sẽ hư thì chúng ta sẽ chết. Nói vậy, chúng ta là một cơ thể thống nhất thì trên dưới nó phải điều hòa với nhau. Đó, bây giờ chúng ta một là mình, chúng ta là một giống như là một nguyên tử, một phân tử, ở trong chúng ta khi kết hợp với một cái khác thì chúng ta hợp với nhau thì nó tốt, còn chúng ta không hợp thì nó phá. Cái này là môn nó cũng rất là khoa học đó, chứ chúng ta không biết thì chúng ta những người chúng ta đi coi cái môn này, chúng ta coi là môn cái môn là gì, môn là gì, là mê tín dị đoan đó. Nó sai đó. Mê tín dị đoan là những người không hiểu biết, không có người nghiên cứu đó. Nghiên cứu mà chúng ta không hiểu được nó thì chúng ta cho nó là quyền bí, rồi chúng ta hiểu được nó thì nó chỉ bình thường đó. Giống như một con rắn cũng vậy. À, nhưng một con rắn độc thì chúng ta thấy nó là như vậy, con rắn này nó ghê gớm quá, nó độc, nó giết người, chúng ta gặp chúng ta giết hết. Nhưng mà con rắn độc thì là cái gì nè, nó cũng có cái sự kết hợp tốt của nó. À, thì dùng gọi là cái chất độc của nó, người ta đã chế tạo ra thuốc ha. Chúng ta hiểu được thì chúng ta khống chế nó thì gì bình thường ha. Cái gì mà chúng ta không biết, giống như là ta vô rừng cũng vậy, những cái lá cây gì chúng ta cũng ăn thì chúng ta sẽ bị chết. Chúng ta hiểu được đặc tính của cái loại cây nó như vậy thứ mà thì đương nhiên chúng ta biết một cái là không có gì nha. Rồi thì trở về cái đó chữ ất, xong qua chữ bính. À, chữ bính thì hổm thầy nói cái vấn đề là bính hợp tân rồi thầy không có nói nữa ha.
đó. Bây giờ là bính thì nó xung với nhâm mà nó phá chữ canh. Bính nó xung với nhâm nó phá chữ canh. Thì đương nhiên bính, ví dụ thì nói như cái tuổi bính thìn thì nó xung với tuổi gọi là nhâm ngọ. Đi rằng là chữ nhâm ngọ thì ngũ hành nó là mộc, còn bính nó thìn thì đúng là thổ. Thì thổ đây thì nó tinh đó, là trong đó có giữ thì nó cũng thể nó nuôi dưỡng được mộc, chứ không phải giống như cái thổ của cái đinh tỵ. Thổ đinh tỵ là không dưỡng mộc nữa, nó có chất kim là nó không thể nào dưỡng mộc được. Còn cái bính này có chất thủy thì nó thể dưỡng mộc được, tuy ở ngoài nó xung thì gọi là cái khẩu thôi, nhưng học khác cái mạng là cũng ổn. Rồi, bính nó pha chữ canh ha, bính nó pha chữ canh thì thí dụ như thầy nói như, giống như là bính thì nó có nhiều chữ bính ha, nào có năm cái bính ha. Thứ nhất là gì, là bính tý, bính dần, bính thìn, bính ngọ, bính thân và bính tuất đó. Thì chúng ta kết hợp với lại cũng năm cái canh, thì từ cũng là canh tý canh dần đó, thì chúng ta phải kết hợp chúng ta lựng nha, chúng ta lựng một chữ bính như vậy chúng ta nó nhiều lắm ha. Chữ bính rồi chúng ta kết hợp năm hàng canh, năm cái chữ canh, canh có năm, thì năm cái canh gọi là ngũ hành ha, kim mộc thủy hỏa thổ thì nó giống như canh tý canh dần. Rồi xong hết cái thí dụ thì nó bính tý xong rồi thì nó mình cái bính dần cái mình kết hợp với cái kia nó rất là nhiều ha, thí dụ nhiều. Thì thầy để giới thiệu vậy thôi ha, chứ chúng thầy nói một phần như vậy có thể là tôi nói là nó một bài nó rất là dài, nửa tiếng cũng chưa xong nữa. Thì thầy thí dụ như là chữ bính về một cái chúng ta xem cho vui ha, thí dụ như là bính phá canh, thí dụ như bính thìn với lại là canh canh thân nó cũng hơi khác ha. Bính thìn thì sa trung thổ, canh thân thì nó thuộc về gọi là thạch lô mộc ha. Hai cái tuổi này vợ chồng kết hợp với nhau thì cũng đánh lộn với nhau dữ lắm ha. Nhưng mà chữ bính nó phá chữ canh thì nói chung nó ổn ha. Chồng là chữ bính, vợ chữ canh thì nói chung là vậy, thì chồng phá vợ nó còn ổn. Nhưng mà chồng chữ canh mà vợ gì chữ bính nó nghịch lại một cái thì nó càng khổ hơn nó. Thì hai cái đó là cũng là nó xấu đó, nó khác với nhau ha. Vô cặp những vợ chồng này cũng là thôi nhau gì chữ bính thìn và canh thân, tại vì chúng ta lấy bính thìn ta lấy tân dậu thì nó ổn hơn là canh thân, nó bính hợp tân á, nó chúng ta thìn tỵ nhị hợp nữa thì đẹp hơn. Mà chúng ta thấy lấy vô cái chữ dụ như là bính thìn mà canh thân, chúng ta thấy thân tý thìn nó tam hợp nhưng mà hàng can nó bị phá nát rồi ha, bính phá canh, thấy không? Chúng ta không phải chúng ta ở cái ba cái tuổi này thí dụ thì nó mới vậy đó. Rồi chúng ta luận qua vấn đề gọi là hợp tác người làm ăn, hay là chúng ta chọn những người người làm đầy tớ ô xin thiếu gì gì ha. Tiễn vào nhà chúng ta cũng phải coi gì ha, chúng ta lấy mà đầy tớ mà đem vô thì nó mướn người làm mà vô này nọ mà nó phá mình một cái đó, tàn mạc luôn. Ta vô một cái đó, bị mất của mất này, bị lấy vàng lấy dòng mất cắp két sắt đều bị mở hết, nó rất là nguy hiểm đó. Chúng ta kết hợp dù cái gì vợ chồng chúng ta khi sinh là đã cũng phải xem rồi, sanh ra con chúng ta phải xem nữa đó. Vợ chồng thì bây giờ thì nói rồi á, thế hệ này bây giờ sanh rất là ít đó. Trước khi sinh ra thì phải suy nghĩ kỹ vấn đề chúng ta chọn con. Ngày xưa ta không có kế hoạch gia quá gia đình nó khó, không kế hoạch được nên chúng ta đẻ tự nhiên. Còn bây giờ chúng ta đẻ có kiểm soát thì chúng ta lựa giống như một cái cây, chúng ta phải lựa, chúng ta phải tiễn, chúng ta phải tiễn. Chúng ta sanh đại thì nó là khổ đáng chịu. Bây giờ cái độ tuổi thì nó 5 năm 10 năm 15 năm, thì trong mười mười mấy cái tuổi đó thì đương nhiên phải có tuổi sẽ phải tốt. Chúng ta phải chọn trước khi sanh coi vợ chồng, phải chọn một đứa con cho nó tốt, hợp cha hợp mẹ. Còn nếu mà nó không thuận lợi trong cái giai đoạn đó thì chúng ta hợp mẹ hợp cha cũng được một trong người, chứ ta chúng ta đừng để nó khác hai người hết, là chúng ta chia tay luôn ha, chia tay nhau luôn. Rồi thì trở lại cái vấn đề mà hết chữ bính ha, qua chữ đình nó cũng hơi nhiều ha, nó cũng nhiều lắm đó. Chúng ta không phải đâu, chữ đình chữ đinh thì nó xung với chữ quý, nó phá chữ tân, nó hợp nhâm. Đinh hợp nhâm thì không nói rồi ha, nó đinh hợp nhâm thí dụ thầy nói giống như đinh mão đó. Đinh mão thì nó cũng hợp với nhâm ngọ ha, nó cũng hợp với nhâm ngọ nhưng mà cái thì tí ngọ mão dậu thì nó hơi xung, nằm vô tương xung ha. Nhưng mà nó không sao, tụi nó vẫn hợp. Rồi đinh nó phá chữ tân, đinh nó phá chữ tân đó, phá chữ tân thì chúng chữ đinh chúng ta cũng vậy thôi ha. Chúng ta tương tự như vậy đó, phá chữ tân thí dụ như thầy nói là cái gì, đinh mão tân mùi
đó. À, hoặc là đinh thì chúng ta gọi là có đinh gì, đinh sửu đó. Đinh sửu rồi tân gì, tân thì nó có nhiều tân lắm em, tân dậu đó. Rồi thì nói là nhiều cái tuổi ha. Còn xung thì cũng không vậy, xung là gì, xung khắc là xung là phá với nhau ha, xung nhau là hai người lúc nào cũng là đối đầu với nhau, đối đầu với nhau là hai người cùng gọi là ngang ngửa với nhau, không ai chịu thua ai hết, đang giống như hai người hàng xóm chửi lộn với nhau vậy, anh em mà chửi lộn với nhau hết. Còn phá, phá là đứng về một phía là kiếm chuyện ha. Phá là kiếm chuyện, còn xung này là hai người gọi là 50-50 ha, nó cũng rất là xấu, ai cũng khổ hết á, gặp với nhau thì ai cũng khổ, hai cái gặp chẳng xung với nhau phá với nhau. Đó. Nó phá với nhau thì nó không ra được cái gì mà cái tốt hết. Gặp mà giống như hai dây điện vậy, âm với dương, mà cái âm cái dương mà nó chập lại thì nó nổ thì nó cháy nhà, rồi nó xung với nhau đó, hai cực âm cực dương nó xung với nhau, ví dụ thì nói như vậy là nó không ra tốt. Còn chữ phá với nhau thì không nói, ví dụ như những người thì nói phá là sao, chữ phá tao nói là giống những người nuôi tôm nuôi ao nuôi cá gì đó, nó thấy người ta làm mặn ăn được, có những cái người mà tiểu nhân dùng thuốc đó, đầu độc cá nó chết nổi chết hết là có. Rồi thứ hai chúng ta thấy những hiện tượng ở cao nguyên đó, ở vùng Tây Nguyên sầu riêng thì là cây trái đó mọc lên tới thu hoạch rồi ha, có những người không biết thù oán kiểu gì chặt gốc ha, lấy gốc gọi là sao, cắt cái vỏ đó ha, lọc vỏ cái gốc, cắt ngang lấy cái phanh vỏ gì đó, không cho cái nước nó dẫn lên, cây nó chết nó rụng đó. Có những người tàn ác như vậy, có những người tâm họ xã hội là như vậy á, ai cũng muốn mình là một gọi là gì mà coi phim, ai cũng muốn mình là người chính nghĩa, nhưng mà khi mà những công việc của làm mình hàng ngày coi mình có chính nghĩa không, cũng tiểu nhân rất là nhiều ha, thì nói vậy đừng có nên làm như vậy ha. Mình phá người ta, xã hội thì như vậy đó. Có những người thấy gia đình có tiền bắt đầu là dụ con cái bán xì ke ma tí giao cây banh cho chơi cho vay tiền góp này nọ, phá người ta là những người là như vậy đó, đó là nghiệp rất là nặng, rất là nặng. Có thể nói những người giống như trồng chuối vậy, trồng chuối tới chuối rồi sắp có mùa thu hoạch rồi chặt phá, hay giống như chúng ta thấy như chuột vậy đó, chuột đồng vậy đó, lúa mà đang trổ đồng đồng vậy đó, chúng ta thấy không là nó cắn ngang đó. Rất là đau xót, gọi là sắp sửa thu hoạch đó. Mà không được, có đó gọi là phá đó ha. Xung thì nó đỡ ha. Xung thì nó nhẹ hơn phá đó. Phá là nặng nhất là xung đó. Xung là nó xấu gì ha. Hợp là tốt nhất. Rồi thì qua chữ mậu ha, chữ mậu. Mậu thì nó hợp quý ha. Hợp thì thầy nói rồi, bây giờ là mậu thì nó xung với chữ giáp, nó phá chữ nhâm. Nó phá chữ nhâm, phá chữ nhâm. Mậu thì thầy nói giống như thì nói là mậu nó phá giáp, thì bây giờ có chữ mậu là nó phá giáp, thì thí dụ như vậy thì những người căn mậu là nó phá hàng can thì nặng nha, phá hàng can là gốc, thì thí dụ như nãy vậy đó, trồng cây tới là sắp thu hoạch rồi đó, dùng nhầm người đó thành sao, ở đất Sài Gòn thì giống như những cái cây sao, có những người sao đổ nước sôi hay nhầm người là khuấy xuất từ sâu đổ vô gốc cho cây nó chết, thì những cái cây xanh ở ở ở thành phố cũng vậy đó, cái cây cũng như nhà nước trồng ở ven đường đó thì nó cao to quá án trước mặt tiền, tức quá không biết làm sao đó. Nhầm người đó lấy gì, lấy đinh lấy cây lấy đồ đục khoét đổ thuốc trừ sâu đổ nước sôi cho cây nó chết, nhưng mà cây nó chưa chết đâu, chúng ta cũng phải cẩn thận khi mà nó mục này nọ, cây nó chết nhanh mà nó ngã nó đè nhà mình, lúc đó mình mất mạng trước nữa, nó nguy hiểm như vậy. Cây xanh chúng ta phải rửa cắt tỉa đó. Và chúng ta bây giờ cây đó cần nhánh nó sum xuê, bây giờ chúng ta phá cái gốc nó, bắt đầu tự nhiên nó khô héo nó chưa hết, bắt đầu nó rớt nhánh hay là nó ngã nó đè vô nhà mình, rồi mình tử vong mình chết luôn, cái đó là nghệ ông lập ông đó. Đó là nhân quả, thầy cũng cảnh cáo là như vậy. À, rồi tiếp theo ha, chữ mậu, mậu mậu mà nó phá nhâm, nó phá hàng can thì chúng ta cũng luận như vậy ha, chọn vợ chồng sanh con, chọn người làm, chọn người học lập, chọn người hợp tác đó, hay là bạn bè đi chơi chung nhóm, chúng ta coi có hợp không đó.
bạn bè mà chung nhóm với nhau nó phá nhau cũng không được, nó hại cũng ghê gớm lắm anh. Đi chơi mà bạn bè khi nó cũng hại đó, nhầm đứa thì nó hại đó, nó hại cho đứa này nó ghê, bạn bè nó phá nhiều cái cũng ghê lắm anh. Cho mình nghiện, nghiện thuốc lá, nghiện bia, nghiện xì ke ma tí, nghiện ăn chơi, hoặc là thí dụ ai mà gọi là mê trai mê gái đó, nó cũng hại, cũng giới thiệu vô là cho hại đời, nó hại đời. Bạn bè cũng phải lựa chọn mà chơi, chúng ta không thể nào mà chúng ta chọn tầm bậy tầm bạ. Mình chơi đi chơi với bạn xấu thì đương nhiên thế nào là mình cũng phải nhiễm, gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ông bà mình thường nói nó là như vậy. Đó là căn mậu ha. Rồi thầy nói căn mậu thì mậu nó phá, nó xung với giáp thì nó phá với chữ nhâm ha. Đó. Rồi thì nói gì chữ canh, canh thì nó cũng nghịch lại ha, nhưng mà chữ canh đó thì là hồi nãy thì binh nó phá canh, nhưng mà người mà đứng về chữ canh á thì mình xung với chữ, xung với chữ bính thôi. Bính nó phá mình thì mình xung với nó thôi. Còn canh thì nó phá giáp. Nó phá giáp. Thí dụ như là canh tý thì nó phá giáp thìn đó. Những người canh tý vậy đó. Thì đương nhiên cái người giáp thìn nó bị phá thì đương nhiên bị sợ hơn á. Đó. Vì chữ canh tý đó thì nó là gì, giống như gọi là bích thượng thổ. Giáp thìn đó thì đương nhiên là phúc đăng hòa. Mà canh tý bích thượng thổ bây giờ nó giống như là chúng ta thấy những ngọn đèn ấy đăng, những có cái gì mà gọi là che ở bên ngoài. Chúng ta nó bên hay có cái sự che chắn gió là bích thượng thổ ngày xưa, nó tất cả đều là chắn gió là nó, chứ chúng ta đừng nói hô là thổ đó là đất đất chết nhà, nó là gọi là chắn gió đó, chắn gió tăng phong chắn gió. Ví dụ như bức hàng tường rào mà chúng ta xây xung quanh tường này nó cũng là bích thượng thổ để nó che cho phúc đăng quả. Phúc đăng quả mà đèn ra trước gió mà không có đồ che thì chúng ta làm sao, nó bị tắt. Thì đương nhiên cái chữ giáp này nó bị phá là sao, phá là do vô lễ, do cái tánh ngang tàn á, ngang tàn không biết trời đất là gì, phải biết nương tựa vào cái vấn đề canh tí. Bởi khi mà gặp quả có canh tí giúp đỡ thì đương nhiên cái giáp tình này sao là mới phục, là mới sợ đó. Thì nói như vậy, hai thí dụ thì nói gì, cái tuổi canh tí giáp thìn trong nhà ai canh tí giáp thìn là chúng ta sẽ biết ha, nó là như vậy. Nhưng mà canh gọi là nó pháp giáp vậy, nhưng mà chỉ là canh là giúp đỡ giáp ha, cái mạng nó che chở tính mà chống đối. Cái tuổi mà giáp thìn mà càng mà phá càng chống đối thì sao, thì càng khổ. Ví dụ như cái tuổi mà giáp thìn càng chống đối càng phá càng không nghe lời tuổi canh tí thì đương nhiên nó sao, là bé sẽ bị tuyệt diệt ha. Đó là như vậy, không nghe lời. Rồi thì tại vì cái người mà đứng về chữ canh đó, canh tăng chúng ta biết chữ canh tăng đó, có canh, canh là canh tác, canh cải, cải cách đó, thì nó mới có cái mới. Chúng ta nay giống như chúng ta nay là gì đây, chính sách chúng ta phải thay đổi đó, là cải cách. Cải cách gọi là chính sách, rồi nó mới có tăng mới mới được ha. Tức như nhà chúng ta đập chúng ta xây mới lại thì chúng ta mới ăn tân gia, chúng ta cải cách, đó là như vậy. Rồi nói chung là ất thì cũng hợp canh, thì canh hợp ất, ất hợp canh thì nó cũng là vậy, nó không thay đổi ha. Rồi chữ tân, tân thì nó xung với chữ đinh đó, nó phá chữ ất. Nó ngược lại đó ha, nó tân nó xung với chữ đinh nó phá chữ ất, phá chữ ất. Nhưng mà người mà đứng về cái chữ tân, nếu là chồng thì nó tốt, vợ thì chữ ất thì nó ngăn được ha, nó ngăn được người chủ về chữ tân. Ví dụ như mình là cái chủ, mình là chủ nhà, mình chọn cái người mà cái chữ ất. Chứ mà còn mà thầy nói là cái chủ nhà mình mà bị mà nó khắc nhập thì nó hơi xấu. Mình chủ nhà chữ tân thì mình phạt cái chữ ta chữ chữ ất thì được, không sao hết. Mình làm chủ, mình phải trên chủ, phải mạng phải trên đầy tớ, đầy tớ mà gọi là trên chủ đánh quyền chủ là thua, đó là như vậy. Rồi thì qua chữ nhâm, nhâm thì không là nhâm hợp đinh đó, nhưng mà nó xung với mậu, nó phá chữ bính. Hồi nãy chữ bính đó thì nó xung ha, bính là xung với chữ bính, là nãy nó xung với chữ nhâm thôi. Cũng như là chữ bính đó, thì xung là chỉ nhẹ thôi, mà hãy mà chữ nhâm đó, thì ra tay nó nặng hơn ha. Người mà đứng đầu về chữ nhâm thì nó khi mà hai người xung với nhau đó, thì người chữ bính đó thì nói sao, là
xung, giống như ta chỉ chửi lộn qua lại vấn đề vậy thôi, nhưng không có phá. Nhưng mà anh chữ nhâm này mà anh gặp anh bính này thì anh phá luôn, vừa anh lúc anh xung anh chửi xong anh giận tức giận này. Giống như hai người với nhau chửi lộn với nhau thôi thì chuyện nó bỏ qua, nhưng mà hai cái anh này có một anh tiểu nhân. Anh tiểu nhân là sao? Anh làm tới cùng anh hại. Thí dụ như hai người chửi nhau quá thôi, ừ cái anh này anh về thí dụ thì anh tức quá anh ngồi anh nhậu anh chửi lộn quá hay đâu quá gì lấy dao đâm người ta, giết người ta, hại người ta, hay dùng những cái mưu kế gọi là tiểu nhân, nó là như vậy á. Nó giống như là nhâm nó phá bính đó, thì nó xung chứ mậu, xung thì nó chỉ qua lại thôi, nó làm cho gọi là bực bội ha, nó không tốt thôi, nhưng mà nó phá mới là nguy hiểm, phá là nặng nhất ha. Đó. À, rồi thì nói về cái thí dụ như thầy nói cái giống như mà gọi là cái tuổi mà gọi là quý. Đó, quý bây giờ quý là quý mậu hợp quý, quý hợp mậu ha, thì nó quý thì nó xung kỷ phá đinh ha. Quý thì nó phá đinh thì nó xung với chữ kỷ. À, quý xung kỷ nó phá đinh. À, quý thì đương nhiên giờ hỏi nó phá chữ đinh là phá đinh gì. À, quý thì chúng ta phải lận ha. Thì quý thì nó cũng có là gì, quý sửu. À, quý sửu rồi quý mão, quý tỵ, quý mùi, quý dậu và quý hợi. Thí dụ như thầy nói là quý thì quý hợi đi ha. Quý hợi nó phá đinh, mà trong ngày nó phá cái đinh vào mà xấu nhất. Đinh thì chúng ta thấy đinh sửu, đinh sửu, đinh sửu thì nó chữ gọi là nước, nước ao hồ ha. Mà quý thì đương nhiên gặp nước biển, nước biển dâng lên thì nước ao hồ sao, làm cho nước ao hồ thì nước nước ngọt ha. Còn quý thủy này nước đại dương này nước mặn ha, nó làm cho nước ao hồ này nó cũng không còn gì hết. Hoặc thứ hai nữa là sơn hào quả, sơn hào quả lửa chân núi mà nước biển mà khi mà đã sóng thật mà lên thì sơn hào quả này nó cũng tắt luôn, nó cũng không còn cái gì luôn, nó sóng thần lên là cũng không còn cái gì hết. Đó. Rồi thứ hai nữa là đinh mẹo lưu trung quả luôn, thì nước này dập cho lò thì nó cũng tắt luôn. Thủy đại dương này nó cũng rất là mạnh ha, bình thường thì nó êm ả, khi mà nó cuồng phong lên phá với nhau thì nó cuồng phong lắm nó mới phá ha. Giống như chúng ta biển thì bình thường thì nó êm lặng, khi mà sóng thần mưa bão gió lên thì đương nhiên sao, nó phá bờ, nó phá đờ đê, dây điện chúng ta cũng đều là tắt hết. Dây điện chúng ta thì nó cũng gọi là thích lịch quả đó ha. Thích quả đó, quả đó nó cũng nó cũng diệt luôn nữa chứ thầy nói vậy đó, là đứt dây điện hết. Mà hai cái điện nó giống như điện sấm sét xuống nữa ha, nó làm cho điện của mình là cũng ấy hết, bờ này nọ xe cộ đất lở hết, con người thiệt hại hết. Nó kết hợp với gọi là đại khai thủy nữa ha, trường lưu thủy nữa thì thôi ha, cuồng phong lên nước lên nó lũ cuốn lũ quét lũ ống nó tràn rồi xuống thác đổ mạnh lên ha. Rút không nổi ha, rút không nổi, chúng ta thấy trường lưu thủy nó cũng cuồn chảy chảy ra biển chảy lên. Thủy nó khi mà nó rất là mạnh kết hợp với gọi là ta nói là năm cái thủy đó ha, nó kết hợp với nhau là có chỉ là tiền trung thủy là gọi là nó chỉ rút xuống thôi ha. Mà chúng ta giờ rút ra cây chúng ta không còn nữa, thiên hà thủy mưa xuống ha. Mưa thì đương nhiên nó thử sao, nó phải có bão, bão mới có mưa, mưa thì sao, sóng to lên đại dương thủy lên, lên thì đem nó đổ xuống gọi là đại khai thủy. Đại khai thủy thì nó chảy mạnh xuống trường lưu thủy, thủy nó xuống với ao hồ, ao hồ đập thủy điện giống như tâm thiệt quá nhiều quá, nó xả tiếp nữa. À, nó có chỉ gọi là tiền lưu thủy gọi là nước gọi là nó hút xuống bớt thôi, nó là giảm thôi, giảm mất cái nước thôi. Rồi thì chung hôm nay cũng đã nói tất cả những gọi là 10 can ha, hợp gọi là xung với phá ha, hợp hợp thì nói rồi. Đó. Thì tất cả cái gì ha, đó, chúng ta xem thì chúng ta phải xem hết tất cả những cái 10 can này. À, chúng ta xét đầu tiên của chúng ta phải có hợp xung phá không. Chúng ta mà nó không có vô vấn đề mà xung phá hợp hoặc là tùy hòa thì chúng ta ổn ha. Đó, hẳn can. À, chúng ta xét gì, hằng chi mà nó nhiều lắm ha, chúng ta không phải chúng ta à, coi chứ ta nói thân tí thành cái tam hợp cái nhị hợp không, cái nó hợp không biết đi tới đâu ha, hợp thế nào. Chúng ta giống như hai người bạn với ta hợp với nhau đi ha, mà coi thành quả cái công việc nó như thế nào chúng ta phải xem ha. Đó là như vậy. À,
ai cũng hợp với nhau, hợp với nhau đi đó. Ôi hợp chúng ta nay hợp với nhau đi chùa, hợp với nhau đi picnic, đi du lịch, hợp với nhau đi ẩm thực, hợp với nhau đi đám cưới đám giỗ gì đó, đi đâu đó. Những người có hợp với nhau có một chuyến đi du lịch mà đi mãi đi không về đó, đi mãi không về đó, lật đèo lật chết chung với nhau đó, chết tập thể nó rất là nguy hiểm. Hoặc là đi du thuyền rồi đó, đi ăn trên nhà hàng nổi trên thuyền rồi gió thổi nó lật nó cũng rất là nguy hiểm chứ không phải gì đó. Rồi thì Trung cũng xin chào và hẹn gặp lại cái bài nói lần sau về nói về cái chi ha. Thằng chi không thầy nói về tam hợp chỉ hợp muốn thầy nói về là lục xung đó. Lục xung rồi nó khắc hình hại nó nhiều lắm đó. Nó biến quá dữ lắm chứ chúng ta không có nghĩ thấy cứ 10 can à, chỉ là 12 chi chúng ta thấy vậy ừ, cái là nó đơn giản vậy không có đơn giản nó biến quá cái gì nó cũng có sự biến quá chúng ta thấy nó bình thường nó như vậy thôi khi mà nó kết hợp nó có biến quá à, giống như chúng ta thấy như một cái tuổi chúng ta lớn lên chúng ta đi học cha mẹ nuôi ăn học cuộc đời nó rất là thanh thản cuộc đời nó đẹp cái tuổi thơ thì đương nhiên cái gì cũng xin cha mẹ cái gì cũng sướng ăn không có lo cái gì hết nhưng mà tuổi trẻ thì tới gì nó ham tiền à, nó không biết tiền nó không có làm ra tiền xin tiền hoài cha mẹ cho thì không nhiều cha mẹ cho nó bực bội mà nó ao ước một ngày nào nó lớn để kiếm tiền nó xài khi mà lớn đi có chồng có vợ đi kiếm tiền đi rồi bắt đầu đi cái khổ của cái sự cái đồng tiền đó, nó vậy thôi cái gì mình không có thì mình gọi là ao ước đó, mình ao ước khi mình có rồi mình mới biết cái khổ khi mình nghèo thì mình làm sao để mình giàu mình có tiền mà khi mình giàu đi mình biết có cái khổ của đồng tiền khi mình đã mình giàu giàu cũng không có sung sướng đâu nha cao thiền lớn sóng đó. Chúng ta thiền con thì chúng ta đi trong sông đó. Còn khi chúng ta sắm thuyền lớn thì chúng ta đi ra biển khơi mà biển khơi thì chúng ta sóng lớn sóng dữ đó. Hàng ngàn mấy ngàn tấn mấy chục ngàn tấn hàng trăm tấn hàng trăm ngàn tấn vẫn vẫn sao chúng ta vẫn gặp sóng lớn thôi cũng vẫn gặp bị lật bình thường à, liệu cơm gấp mắm tùy thời mà chúng ta sống đó là như vậy à, cái gì nó cũng có cái khổ khổ sướng là do mình sung sướng là mình sung sướng mình khổ là khổ do mình do cái tâm mình suy nghĩ ra ai cũng phải làm giàu cũng phải làm đó bây giờ có những người sung sướng là nhiều ta làm vừa đủ ăn vừa làm vừa ăn vừa chơi là người ta sung sướng ngày nào có những người ta đi làm ngày nào người ta ăn ngày nấy có những người đi làm hồ đã ngày có nhiều 500 600 ngàn rồi ta bao nhiêu chi phí ở ăn uống vợ con còn bao nhiêu thì sao rồi ta người ta nhâm nhi vài ly rượu để rồi xong ta đi ngủ ngày mai ta làm tiếp cứ như vậy người ta cũng rất là sung sướng ta cũng là hưởng thụ cuộc sống rất là hưởng thụ cuộc sống nghèo còn đối với những người giàu thì nói đi làm đầu tắt mặt tối đâu có suy nghĩ cái việc gì cũng kêu cũng hỏi đó. Hết hợp đồng kia nó sợ nghèo sợ phá sản nó sợ được cái danh dự đó. Mình có tiếng này nọ lỡ mình làm ăn thất bại thì thiên hạ họ chê cười nhất là bạn bè đó. Bà con dòng họ này nọ đúng ghê lắm có những người vậy đó à, vì cái danh dự mà ôm với nhau đó. Phá sản rồi đó, mà không chịu ôm đó. Cứ ôm cái nợ vô mà gồng 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 chừng nào mà gọi là xong nó bể ra rồi giống như một cái ung thư tế bào vậy chết à, rồi không còn đường nước đường tắt là mới chịu buông nó là như vậy rồi thì Trung xin chào và hẹn gặp lại các bạn nói lần sau.